Rồi chào cả nhà nha, chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương nha cả nhà nha. Hôm nay à, Phương cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã um, mua mail và đăng ký kênh ủng hộ Phương nha. Rồi ai đang coi video mà chưa đăng ký kênh thì cả nhà cho Phương xin một đăng ký kênh nha. Cả nhà không mua hàng được thì để cho Phương xin một đăng ký kênh để ủng hộ tin thần của Phương nha. Rồi nhà Phương uh, nhận giao hàng toàn quốc luôn. Phương bán cái đồng hồ đo nhiệt chạy với đoạn của chạy này, dụng cụ đo Phương bán dụng cụ uh, làm nấm rơm nha cả nhà nha. Tư vấn kỹ thuật làm nấm rơm từ A tới Z luôn nha. Cung cấp uh, vật liệu, uh, dụng cụ, mail nấm là luôn nha cả nhà nha. Phương Đó, Phương nhận giao hàng toàn quốc nha. Ai đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 hoặc lấy số đó kết bạn Zalo với Phương. Đó. Phương uh, sẽ giao hàng toàn quốc cho cả nhà luôn nha cả nhà nhận hàng uh, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới uh, thanh toán tiền nha cả nhà nha, đó cả nhà yên tâm bên phương bán hàng uy tín, năm này năm thứ bảy rồi cả nhà không phải lo nha, rồi phương vô đơn hàng luôn nha cả nhà nha, rồi cái đồng hồ, đây là cái đồng hồ đo nhiệt chạy với đoạn của chạy nha cả nhà, cái vòng lớn là nhiệt độ, còn cái vòng nhỏ là độ ẩm nha, cái đồng hồ này có tác dụng gì để cái cả, cả nhà treo ở trong trại á cả nhà, ở về cả nhà xé cái này ra, xé cái hộp này ra cả nhà à, treo ở trong trại đó xe treo cái đồng hồ, vòng tròn này trong trại này để kiểm soát được cái nhiệt ở trong chạy với đoạn của trong trại để cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn, giai đoạn cả nhà, ví dụ mà không có cái đồng hồ này mà kiểm tra không có đồng hồ này kiểm tra cái nhiệt theo dõi cái nhiệt ở trong trại đó cả nhà là nấm sẽ không phát triển được nha cả nhà nè ví dụ bị lạnh quá thì nấm sẽ không phát triển được nó sẽ không lớn nóng quá thì nấm Giờ còn nóng quá thì nấm nó cũng sẽ không lớn nổi nha cả nhà nha. Đó cái đồng hồ này rất quan trọng nha cả nhà nha. Đó. Và phương cũng lưu ý là cái cái đồng hồ này cả nhà mua ở đâu cũng cũng được. Phương không ép cả nhà không bắt buộc phải cả nhà phải mua anh Phương nhưng mà cả nhà mua chỗ nào chỗ uy tín một xíu. Tại trên thị trường nó có nhiều loại nha cả nhà nha. Nó rất là nhiều loại. Giá nó cũng rất là nhiều nha cả nhà nha. Đó giá nó cũng rất là nhiều loại khác nhau ở các đồng hồ này nè cả nhà ở cả nhà mua chỗ nào uy tín một xíu tại cả nhà mua cái giống chúng hàng đẻo hàng kém là cả nhà treo lên là nó hư liền rồi cả nhà nó treo được 50 bữa dành hư liền à còn cái đồng hồ này cả về cả nhà treo chỗ nào đừng làm rớt bể đây đừng cái đồng hồ này phương đảm bảo cả nhà đừng có làm rớt bể nó đừng có làm rớt bể là cả nhà xài chừng nào nghĩ làm nắm thôi phương đảm bảo luôn cả nhà nha nó rất là tiện nha cả nhà rất là đó ok luôn nha cả nhà nha rồi đã đặt cái đồng hồ đo nhiệt chảy của đồng của chảy. Rồi tôi cái giấy quy tím nha. Đây, giấy quy tím. Giấy quy tím đo độ pH của nước vôi nha. Đây, giấy quy tím đo độ pH của nước vôi lúc cả nhà ủ ủ rơm á. Đó. đó cả nhà xé cái tờ màu vàng này cả nhà, thử vô nước vôi, nó tầm 12 13 là được nha. Đó, nó tầm 12 13 đều được, được rồi còn lúc cả nhà đem vô mà ủ tơ á, nó tầm 7 hoặc 8 là được nha. Đó, 7 hoặc 8 là được. Đó cả nhà. Giấy quy tím nha cả nhà nha. Đó độ pH nha cả nhà. Rồi. Đây cả nhiệt kế đo mô, cả nhiệt kế đo mô, các sử dụng là cả nhà gắm cái đầu này cắm cái đầu này vô trong mô á đó. đó cái nhiệt độ nó chạy tới đâu rồi là tường chỉ đỏ này cả nhà nó chạy tới đâu là nhiệt độ nó bấy nhiêu nha đó còn cả nhà lúc tác dụng của cây này là lúc cả nhà ủ ủ đóng ủ á đó cả nhà đó, cả nhà thử gặp vô trong cái đóng ủ thử coi nó bao nhiêu đó ví dụ mà nhiệt độ nó tầm 75 70 75 độ lên đó lúc đó thì rơm nó đủ chín nè nhiệt độ nó mới đủ để cho nấm nó phát triển nha cả nhà nha À, mới cái cái đóng ủ nó mới chín được cả nhà cả nhà. Đó nắm dài nó mới chết được nha. Còn không thì nó sẽ không chết nấm dài nha. Đó, đây là cái nhiệt kế. Rồi. Để chai dinh dưỡng nha. Chai dinh dưỡng. Chai dinh dưỡng cho nấm rơm 100% là không độc hại nha. Cái này là từ um, hữu cơ chứ không phải từ hóa học nha cả nhà. Đó, thành phần này, quên à, công dụng này, chống dục nấm kích thích nấm mọc độ hơn tăng tỷ lệ nấm lớn tăng năng suất đến 20 đến 30 trăm nha điều lượng và cách sử dụng này pha 25 cc trong bình 8 lít nước xịt lúc sắp mô nha cả nhà đó và đợt thứ hai cái đó là đợt thứ nhất nha đợt thứ nhất là cả nhà à, lúc mà cả nhà cái me cái mô cái meo á là cả nhà rải một lớp rơm tầm 10 cm là cả nhà phun qua rồi nhà cái meo lên rồi cứ làm lớp 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 đó chừng nào hết tầng hết lớp thôi nha cả nhà rồi đợt thứ hai là 7 ngày sau khi vô meo nha đó 7 ngày sau khi vô meo là 7 ngày sau khi vô meo cả nhà đó là lúc cả nhà xả tơ xả tơ xong rồi cắt mô hoặc một hoặc hai ngày đó là cả nhà phun lần thứ hai rồi bắt đầu là giữ ẩm là nóng đinh ghim nó ra nữa là vừa nha cả nhà nha đó cho dinh dưỡng nha cả nhà đấy và chai này thì hạn sử dụng nó thứ ba năm lần nha nó hạn sử dụng nó ba năm rất là lâu này cả nhà về xài không hết cả nhà mở ra cả nhà xài không hết rồi cả nhà lấy cái bì ni lông mọi người cột lại xong lấy dây thùng nữa cột lại xong để vậy là được đó cả nhà rồi cảm ơn cả nhà đã coi video của phương nha ai đang coi video mà chưa đăng ký kênh ủng hộ thì cả nhà đăng ký ủng hộ phương nha rồi chào cả nhà nha